Theo những gì tôi Google được thì chăm chỉ nhìn mong vào người phụ nữ sẽ giúp tăng tuổi thọ đàn ông. Hay, quá hay. Ông giáo sư tiến sĩ nào nghiên cứu ra cái này cần được ghi tên vào sử sách nhân loại nhá. Các bạn thấy đấy, với một hành động đơn giản mà lại tốt sức khỏe thế này thì nhu cầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp phụ nữ là một nhu cầu cực kỳ chính đáng và vô cùng thiết yếu với cánh mày đầu. Dựa trên sự thật đó, một tựa game cho phép anh em thoải mái nhìn ngắm những đường cong của waifu ra đời, mang tên Nikki Goddess of Victory, ra mắt vào ngày 4 tháng 11 và lập tức trở thành tân binh sáng giá nhất ngành công nghiệp game gacha 2022 với 10 triệu lượt tải trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên, thành công đến nhanh thì đi cũng nhanh. Chỉ một tháng sau, Nikki bị đau vớt thảm hại và tương lai của game vô cùng tăm tối. Thế thì chuyện gì đã diễn ra với tựa game bộ mắt này và ai là người đe dọa nhu cầu nhìn ngắm phái đẹp của game thủ? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thế nào? Nhà tài trợ video ngày hôm nay là tìm bạn chơi game Gamingo, ứng dụng hỗ trợ cho chuyện thoại trực tuyến chất lượng cao trong các trò chơi di động phổ biến hiện nay. Bạn không chỉ tìm thấy những người bạn thú vị ở đây để hợp tác với nhau mà có thể chia sẻ trải nghiệm trò chơi của mình trong cộng đồng game thủ đông đảo, chơi liên quân, Free Fire, liên tục kết nối với những quả tạp phá game siêu to khổng lồ. Đừng lo, vì bạn đã có Gamingo, chỉ mất 5 giây để tìm và ghép cặp với những đồng minh cực kỳ chất lượng. Chơi game xin lâu quá, máy nóng, máy giật, máy lắc. Đừng lo, chỉ cần một cú chạm để đóng tất cả ứng dụng chạy ngầm, tăng bộ nhớ khả dụng, giảm giật lắc, nóng máy. Chưa hết, Gamingo còn có những sự kiện như đăng nhập mỗi ngày để nhận kim cương. Với chúng, bạn có thể đổi sang kim cương Free Fire miễn phí hay phiếu giảm giá liên quân, vân vân và mê mây. Tải Gamingo ngay ngày hôm nay tại Play Store để nâng tầm trải nghiệm chơi game của bạn anh em nhé. Còn bây giờ, quay lại video nè. Goddess of Victory, Nikki diễn ra trong một tương lai xa, lối cảnh hậu tận thế khi rất bất ngờ bị tấn công bởi những sinh vật máy móc ngoài tinh, được gọi là những Raptor. Chúng phá hủy mọi thứ, buộc những người sống sót phải trú ẩn dưới lòng đất và thành lập thành phố Ark. Còn lũ Raptor chính thức trở thành kẻ thống trị bề mặt trái đất. Để đảm bảo tương lai cho toàn nhân loại, một đội quân đặc biệt đã ra đời. Một món vũ khí trong hình hài những cô gái ngược tấn công mong phòng thủ. Còn chúng ta, những người chơi sẽ gặp phải một chỉ huy trẻ có nhiệm vụ thỏa mãn, à không, ý tôi là nhiệm vụ dẫn dắt những Nikki đem lại chiến thắng sau cùng cho toàn nhân loại. Được phát triển bởi Ship Up, cha đẻ của game Destiny Child, hợp tác với phân thân của Tencent, hay còn được biết đến với tên Level Infinite. Ông nào chơi Tower Tower thì chắc chắn là không quên khứa này nhá. Khởi nguồn của các Nikki xinh đẹp bắt đầu từ một cuộc thi trong nội bộ nhân viên của Ship Up, và cái tên giành chiến thắng chính là bước đầu tiên để tạo nên Goddess of Victory của hiện tại. Người nảy ra ý tưởng này không ai khác chính là Kim Hân Tê, vị CEO đáng kính của công ty. Theo ý tưởng của ông này, một tựa game gồm các waifu nắp sau cover, khoe trọn từng đường cong quyến rũ, dần dần hình thành với nguồn cảm hứng là trò chơi bắn súng kinh điển Gear of War. Như tôi đã nói trên, ngắm gái đẹp là một nhu cầu vô cùng chính đáng đối với cánh mày đầu nói chung và những game thủ nam nội điền, nên vẻ đẹp của các cô gái chính là một trong những yếu tố cần được Ship Up đầu tư đàng hoàng. Nếu bạn từng chơi Black and Soul hay gần đây hơn là Destiny Child, chắc chắn không còn lạ gì với phong cách nghệ thuật đặc trưng của Kim Hiên Tề, CEO của Ship Up. Vì họa sĩ này thường tập trung khắc họa vẻ gợi cảm của nhân vật nữ. Với cái kinh nghiệm được đúc kết từ những tựa game trước đó, Nikki đã xây dựng một đế chế waifu ngược tấn công mong phòng thủ với đồ nảy y chang như cách mà tôi nhậu, không cần bàn. Chưa dừng lại đó, Mr. Kim còn muốn game có thể chơi được bằng một tay theo nhiều nghĩa, nên cơ chế nhắm bắn của game cần phải được làm một cách đơn giản hơn mới có thể. Ship lần đầu tiên tiết lộ Nikki cùng với đồ chất im tại sự kiện Grand Isoke vào năm 2019. Mới đầu game dự kiến phát hành trên toàn thế giới vào năm 2020, nhưng về sau được dời sang ngày 4 tháng 1 2022. Dù khi đó không nhận được quá nhiều sự chú ý, nhưng game vẫn có khoảng 3 triệu lượt đăng ký trước. Không chỉ đến người chơi, mà thậm chí có lẽ đến cả Ship hay Tencent cũng chẳng bao giờ ngờ được dàn waifu của họ có thể đi xa được như thế. Trong mắt phần lớn người chơi từ lúc nó mới ra mắt cho tới thời điểm hiện tại, Nikki đơn thuần là một tựa game của các cặp núi đồi chập trùng chứ không có quá nhiều thứ đặc sắc. Lại còn ra mắt ngay đúng tháng Nonet November thì đúng là thôi, chả ai nghĩ tựa game này thành công được. Nhưng có vẻ chúng ta đánh giá hơi thấp các sim lỏ. Nikki đã có một khởi đầu cực kỳ ấn tượng với con số vô cùng ảo ma. Game có hơn 10 triệu lượt tải sau tuần đầu tiên, và nếu bạn không biết thì con số này bằng với lượt tải xuống của Diablo Yamato cũng trong tuần đầu ra mắt. Một thành tích cực kỳ đáng nể so với một tân binh như Nikki. Theo một thống kê của 4Gamer, các nữ thần chiến thắng đã chinh phục được hàng loạt thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc. Nikki thậm chí còn là game di động đứng top 1 doanh thu từ ngày 10 tới ngày 16 tháng 11 tại thị trường game gacha khổ dầm nhất thế giới, Nhật Bản. Theo số liệu thống kê của Sensor Tower, được Reddit Gacha Gaming tổng hợp lại, trong tháng 11, Nikki là tựa game di động phong cách đồ họa anime có doanh thu đứng thứ hai, thành công vượt mặt phần lớn tựa game gacha khác với 70 triệu USD và chỉ xếp sau Hoàng Gacha Impact với 117 triệu USD. Nhưng các bạn đã nhớ rằng 117 triệu USD này của Genshin là tính cả thị trường Trung Quốc, nên Nikki chưa được ra mắt. Nếu không tính khu vực này thì Genshin chỉ kiếm được 61 triệu USD và Nikki mới chính là người giữ ngôi hàng đầu. Thế mới thấy đế chế mong vé của Ship Up đã tạo nên một cú hit lớn như thế nào. Nhiều fan còn đùa rằng không phải Tower Fantasy hay mấy cái game thế giới mở gần đây mà tựa game giành danh hiệu Genshin Killer chính là Nikki. Đã có rất nhiều yếu tố khác tạo nên thành công này, chúng có ấn tượng ban đầu rất tốt và đóng vai trò quyết định đến trải nghiệm của người chơi.
Trailer bắt mắt vàng loạt những nhân vật được thiết kế chi tiết. Bên cạnh đó, game thật sự không hề khó chơi. Một nhân vật, một tầm súng và nhiệm vụ của bạn điều khiển cái Nikki ngắm bắn các mục tiêu xuất hiện trên màn hình. Một số quái vật hoặc boss có điểm yếu riêng và bạn cần phải tấn công chính xác vào đó để lượng sát thương cao hơn, cũng như ngắt các kỹ năng đặc biệt. Thậm chí game này còn có cơ chế tự động cho phép cái Nikki tự chiến đấu mà không cần điều khiển. Còn bạn thì rảnh rỗi hai tay, muốn làm gì làm. Quan trọng hơn là theo kiến cá nhân của tôi, cốt truyện ở chương đầu tiên được viết rất tốt và rất dễ làm siêu lòng như anh em Weebu. Một điểm cộng phải nói là cực kỳ lớn cho Nikki. Như tôi nói ở phần giới thiệu thì người chơi nhập vai một trong những chỉ huy vừa trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo quân sự, chân ướt chân ráo bước ra chiến trường. Nữ thần đầu tiên chiến đấu với sự chỉ huy của chúng ta kiêm luôn vị trí quan phủ dân là một nhân vật có tên là Marion. Tuy nhiên vì vài lý do quý bu nào đấy, Marion bị nhiễm và bị chiếm đoạt của một con raptor to lớn có tên là Blacksmith. Ở cuối chương này, chúng ta phải trải qua bi kịch đầu tiên khi phải tự tay bắn chết Marion. Và đây là một đòn tâm lý khá hiệu quả đối với những sim lỏ. Thậm chí nhiều anh em sẵn sàng chơi game đến bây giờ chỉ để đợi ngày thấy Marion trở về. Chưa hết, ở chapter 2, Rabi lại là waifu quốc dân của phần lớn anh em và cũng là nhân vật đại diện của Nikki vì bảo vệ người chơi mà bị cắt bay đầu. Càng về sau, game càng giới thiệu chúng ta nhiều sự phũ phàng đằng sau thứ vũ khí hình người tên Nikki. Và đấy chính là bước đệm hoàn hảo để tôi tiếp tục tò mò về những gì sắp diễn ra trong tựa game này. Thứ hai, người ta thường nói đằng sau sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Đằng sau thành công của Nikki là bóng dáng của rất rất nhiều người phụ nữ. Yếu tố quan trọng nhất cũng là dễ thấy nhất xoay quanh thành công của Nikki, không đâu khác chính là dàn waifu chất lượng và một cơ chế gameplay đơn giản được thiết kế để khéo léo khoe trọn vẻ đẹp của các waifu trong game. Siêu hiểu rất rõ đối tượng quen thủ mà họ phục vụ. Nikki là một game 16 cộng và người ta đến với game để nhìn ngắm nhân vật nữ gợi cảm chứ chẳng phải để chà hát. Chính vậy cần phải ưu tiên lột tả cái sự gợi cảm ấy ngay cả trong quá trình combat. Khi bạn bắn súng, tác động vật lý lên cơ thể của Nikki vô cùng bắt mắt. Có thể nói điều này đã khiến tầng lớp Weebu sim chúa xỉu xỉu đào. Với tố không thể không nhắc đến trong thành công của Nikki là đây thực sự một tựa game có tiềm năng. Với một cơ chế gameplay khá ổn, tính đến thời điểm hiện tại, sự chênh lệch giữa người nạp tiền và người cày chay là không nhiều. Phải cỡ well trở lên thì các bạn mới thấy được sự khác biệt. Còn mấy con cá vàng như tôi thì thôi, cày chay cho nó khỏe. Mức độ ganh đua trong game là không cao. Trước phiên bản update ngày 8 tháng 12, game còn không có chế độ BB. Nó hoàn toàn có thể trở thành một tựa game chất lượng cao nếu một ngày nào đó giúp quan tâm đến đứa con của mình hơn. Hãy thử tưởng tượng nếu Nikki nằm trong tay ông lớn có tầm và có tầm hơn như MiHoYo, Kong Studio hay YoStar Game, liệu nó sẽ thành công tới mức nào? Thành công là như thế, nhưng đây là lúc mà chúng ta nhận ra tựa game này có rất nhiều vấn đề. Càng chơi, các bạn sẽ càng nhận ra nó tồn tại không ít điểm trừ và có gì đó không ổn trong tựa game này. Vấn đề đầu tiên mà ở xác suất gacha có phần lừa đảo đến từ siêu up. Trong game, các Nikki được chia làm 3 cấp bậc tương ứng với tỷ lệ xuất hiện như sau: SR 4%, SR 43% và R 53%. Ông nào nghiện ngập gacha như tôi thì chắc chắn biết rằng 4% là cái tỷ lệ cao úi rồi ôi và cực kỳ vô lý trong một tựa game gacha. Nếu nào chơi Genshin từ thời kỳ đầu thì con số 0.6% chính là con số mà các bạn sẽ nhận được khi gacha banner nhân vật trong Genshin. Nhưng một số fan của Nikki đã nhận ra cái tỷ lệ ra nhân vật của Nikki không đúng với quảng cáo cho lắm. Theo GreenBossCourier.co, một người chơi cực kỳ nguy hiểm ở nước mặt trời mọc đã bỏ ra gần 3.500 lượt đô để kiểm tra tỷ lệ trong game. Không ngoài dự đoán, các xác suất thực tế của game chỉ rơi vào khoảng 2%, bằng một nửa so với tỷ lệ mà nhà phát hành đã quảng cáo. Và đây rõ ràng một pha lương lẹo cực kỳ lớn đến từ siêu up. Cái cần phải chịu thứ hai nằm ở chính cách rú máu có phần khá lộ của Nikki. Nếu game có phần mở đầu khá tốt để giữ cho người chơi, thì càng chơi game lâu, các bạn sẽ càng thấy siêu up đang toan tính nhiều âm mưu đèn tối. Cốt truyện của game rất hay, gái rất xinh, nhưng lâu lâu họ lại tung ra vài ải hơi khó một tí để nhắc các chỉ huy rằng đến giờ nạp tiền rồi nhá. Những cái ải này thì nói chung là không có gì đặc biệt. Nó thường sẽ yêu cầu đội của bạn đáp ứng được một mức lực chiến hơi bất khả thi một tí và thẻ ATM gần như là lựa chọn duy nhất để bạn đáp ứng được điều này. Người chơi muốn try hack thì thoải mái thôi, Nikki không có nhiều như tựa game G nào đấy. Các bạn có đánh tới mai cũng được. Nhưng trước khi try hack, các bạn cần biết về cơ chế lực chiến trong Nikki. Trong mạch câu chuyện, nếu đội hình của bạn không đáp ứng đủ yêu cầu về lực chiến, sức mạnh của những Nikki sẽ bị suy giảm cực kỳ nghiêm trọng. Lực chiến càng thấp thì debuff càng cao, chênh lệch lực chiến qua màn gần như là nhiệm vụ không thể nào thực hiện được. Tóm lại thì không đủ 5 triệu lực chiến, bạn xuống đáy xã hội. Ăn được siêu up mà dễ không? Đây cũng là lúc mà tôi đề cập đến hệ thống Limit Break trong game. Với các bạn thì lên cấp nhân vật là cách tăng sức mạnh rất phổ biến trong game. Một Nikki chưa Limit Break sẽ có cấp độ tối đa là 80. Mỗi lần Limit Break các bạn sẽ tăng lên được 40 cấp độ tối đa. Cấp tối đa của một Nikki SR là 160, SR là 200. Với Genshin, một nhân vật 5 sao C0 vẫn có thể vượt 12 tầng la hoàng dễ như ăn bánh, thậm chí là 4 sao vẫn ok. Còn ở Nikki, bạn phải up nhân vật cực kỳ khỏe chỉ để vượt cốt truyện trong game.
Chưa hết, để lý một rác ngộ nhân vật lên level 200, bạn cần phải quay 3 nhân vật tương tự như vậy. Và tính đến thời điểm tôi làm video này thì Nikki có tổng cộng 48 nhân vật SR. Và để quay được 3 nhân vật giống nhau thì nhất các bạn phải quay được 144 nhân vật SR. Tôi nhấn mạnh là ít nhất 144 nhân vật SR. Trường hợp bạn xui quay toàn một nhân vật thì thôi. Thật sự mà nói thì tôi không thích cơ chế này chút nào. Đồng ý là game đôi khi cần khó một chút để tránh sự nhàm chán, nhưng nó đi kèm một gói nạp 20-30 đô là một chuyện hoàn toàn khác. Có rất nhiều cách để khiến trò chơi này trở thành thử thách. Tôi thể lấy ví dụ một từ game gacha khác cũng đến từ Hàn Quốc, chính là Garden Tale. Cốt truyện bảy ải đầu tiên của Garden Tale không quá khó, bạn có thể đi qua cực kỳ dễ dàng. Nhưng từ ải thứ 10 trở đi, độ khó của game tăng rõ rệt, và đặc biệt là con boss cuối ở chương 11. Cái con quỷ này có thể one shot nhân vật của bạn bất kỳ lúc nào. Con boss không những mạnh mà còn đến tận 3 phase, và đòn tấn công của nó toàn là AoE. Rất nhiều vệ binh thậm chí bỏ cả nghìn crit chỉ để hồi sinh đi hồi sinh lại mà vẫn không thể đánh bại con boss này. Các bạn đang nghĩ nạp tiền là xong đúng không? Không được đâu bạn ơi. Nạp tiền cũng vô dụng mà thôi, vì mặc kệ bạn mạnh đến đâu, chỉ cần ăn vài đòn là bạn về với mẹ thiên nhiên. Nhưng đánh bại nó không phải là bất khả thi. Không hề có debuff khi không đủ lực chiến. Nhà làm game cũng không hướng người chơi nạp tiền qua ải. Họ hướng game thủ đến một chiến thuật hợp lý hơn. Cái bước di chuyển chính xác, kết hợp đội ngũ một cách phù hợp, và nhớ từng đòn thế đặc biệt của con boss. Nó rất thử thách nhưng đem lại cho người chơi một trận đấu hoành tráng và cảm giác chiến thắng thật khó tả. Đó là do dù game có đồ họa pixel thì cái hành trình của vệ binh mặt ngu và công chúa nhỏ vẫn thu hút rất nhiều người chơi. Đây mới chính là cách mà nhà làm game tạo ra các màn chơi khó, yêu cầu người chơi động não và xử lý kỹ năng thay vì giới hạn bạn trong vỏ bọc lực chiến và gián tiếp ép bạn nạp tiền như Nikki. Là một tân binh trong ngành gacha, có rất nhiều đàn anh đi trước để giúp học hỏi. Nếu muốn một event thật khó, tôi có thể lấy ví dụ về event hạt cỏ nhất mà tôi từng trải nghiệm. Event Pika của gió đến từ game Honkai Mark 3 của nhà MiHoYo. Không cần biết bạn nạp bao nhiêu, cấp độ bao nhiêu, tất cả người chơi đều nhận được cùng một nhân vật có tên là Flame Soul. Và đối thủ của họ chính là con boss có tên là Wendy. Hai vòng đầu tương đối đơn giản, hầu hết người chơi đều nhận được thưởng hai vòng này. Nhưng ở vòng 3, độ khó được đẩy lên đỉnh điểm. Flame Soul sẽ chết chỉ với một hit, trong khi thanh máu Wendy cực kỳ dày. Mục tiêu là sau 8 phút, bạn phải gục được Wendy, khó nhất là sống sót để hoàn thành sự kiện. Pika của gió là cơn ác mộng của các thuyền trưởng thời ấy. Từng mánh, từng mẹo, từng bất nhỏ nhất được game thủ áp dụng triệt để. Game đối xử rất công bằng, chẳng ai có một lợi thế đặc biệt nào cả. Bạn có nạp tiền á, kệ bạn. Trong cái event này, ai cũng như ai. Game đưa cho họ nhân vật, chỉ số và trang bị y chang nhau. Combo của Flame Soul thì ui ôi, bấm đúng combo và giữ được combo là điều không dễ, chứ nói gì là vừa combo vừa né. Nhưng khi bạn thuộc hết toàn bộ chi thức của Andy và bấm combo của Flame Soul thành một phản xạ, bạn outplay hoàn toàn. Từng đường kiếm uyển chuyển, tiến lùi như nhảy cha cha cha, cho các bạn một cảm giác rất thỏa mãn. Nắm được nhiều của trận đấu, bạn có thể vờn con boss này thoải mái. Phần thưởng ngoài Chris ra thì còn một tấm huy hiệu mang giá trị tinh thần cho những ai thành công đánh bại phong lực giả. Cho đến tận bây giờ thì Pika của gió vẫn luôn nằm sâu trong ức của thuyền trưởng trên Honkai Mark, và cũng hay được nhắc đi nhắc lại một câu chuyện ma để khè bọn newbie tay bé. Quay trở lại với Nikki, tôi tin là nếu muốn, Siêu hoàn toàn có thể làm ra một event hardcore thực thụ như vậy. Chỉ là trong mắt họ, Nikki chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi. Event đầu tiên của nó hút máu đến nỗi mà theo nhận định của các người dùng Reddit là đến queo không thể kham nổi event này. Mình ca vàng thì thôi, xe còn không gửi được huống chi là chơi. Nếu các bạn để ý, hầu hết những game mới ra mắt sẽ đưa ra sự kiện đầu tiên như một cách hỗ trợ người chơi làm quen với game. Nhưng ở Nikki, các bạn quên đi. Bằng cách quy bu nào đó, game chỉ vừa ra mắt, nhưng ngay cái event đầu tiên, lực yêu cầu quả của game đã cao một cách cực kỳ vô lý. Game có 10 ải, và ngay ải thứ hai yêu cầu 20.000 lực chiến, một con số mà người chơi free-to-play phải mất tận 2 tuần mới đạt được. Và đến ải thứ 10 của game, nó yêu cầu 46.000 lực chiến. Để các bạn dễ hình dung thì để đạt được con số này, các bạn phải nạp vài triệu và phải chơi thật tốt, còn không thì không thể nào đạt được. Và liệu sẽ có bao nhiêu đại gia chấp nhận nạp tiền như vậy cho một tựa game mới ra lò đây? Đến cả Guitar Rock First, một YouTuber hay làm về Nikki, cũng phải thừa nhận rằng đây không phải là event cho free-to-play. Nếu bạn không biết thì trên nhau vài nghìn lực chiến thì rất khó để vượt qua ải nếu bạn không sâu cho mình những vật siêu cấp OB trong game. Và với yêu cầu lực chiến không tưởng như thế, rõ ràng mục đích kích nạp hút máu của nhà phát triển đã quá rõ ràng. Và đương nhiên, Shop bị mắng một trận te tua vì tham. Điểm đáng chửi cuối cùng của Nikki, đây là tựa game ngấm mong của gameplay cực kỳ cơ bản này, bao cách thần kỳ nào đó có cực kỳ nhiều bug. Bug từ đâu không còn được tính là lỗi mà chính là một tính năng trong game, một nét văn hóa không thể thiếu của Nikki. Nếu bạn vào trang Prywen, một trang web chuyên sát hại Nikki, qua từng phiên bản thì trước ngày 8 tháng 12, số lượng nhân vật không dính bug thực sự là thiểu số. Cảm giác là nếu Shop không làm ra cái bug trong game thì họ lăn quay ra chết hay sao ấy. Tức là lần đầu tiên trong một tựa game gacha tồn tại một cái tài list mà trong đó nhân vật được đánh giá trong hai trường hợp là lúc có bug và lúc không có bug. Có lẽ nhiều anh em ở đây vẫn không thể quên nhờ bug ngồi đỡ hàng hòa rào của chúng ta bá như thế nào.
Từ việc nâng cấp skill, lực chiến vẫn tăng, nhưng thực tế thì skill vẫn level 1, bất khiến cho bạn đánh quýt attack không nhận được phần thưởng. Và vô số bất nằm ở các nhân vật, bất Haran, bất Ruby, bất Yuni. Chúng ảnh hưởng khá nhiều đến trò chơi và không phản ánh đúng sức mạnh của nhân vật. Một con game mà số lượng nhân vật bị lỗi nhiều áp đảo so với nhân vật bình thường thì rõ ràng đây chính là tại nhà phát hành. Nhưng các bạn biết điều gì tồi tệ hơn không? Đó là Seabook cũng chẳng thèm sửa bất ngay, cũng chẳng có đền bù gì cả mà cứ để đó để dân chúng quen dần. Hãy thử tưởng tượng, với số lượng nhân vật bị lỗi đông như thế, vào tay mi chó thì chúng ta đền bù bao nhiêu nguyên thạch đây? Và boom, phiên bản ngày 8 tháng 12 được fix khá nhiều bug, nhưng đây chỉ là khá nhiều mà thôi. Còn số lượng bug trong Nikki là cực kỳ nhiều, nên fix xong vẫn thế. Thành công không được lâu, thì fan của tựa game này đã gặp phải chuyện chẳng lành. Đang ngâm gái trong yên bình, một sự việc khó đỡ làm fan của Nikki hết hồn. Gần đây, tin đồn bắt nguồn từ một bình luận trên Discord đang lan truyền nhanh chóng như người chơi Nikki rằng Seabook đã chuyển giao tất cả quyền liên quan đến dữ liệu và trò chơi cho Level Infinite. Có thể tóm tắt duy chính trong đoạn tin nhắn như sau: Seabook đã thiết kế đủ nhân vật cho 3 năm sắp tới và bàn giao lại mọi thứ cho Level Infinite. Còn họ sẽ dành thời gian phát triển dự án Project Eve, hay giờ đây được biết đến với cái tên là Stellar Play. Một số người dùng Reddit còn tung ra bằng chứng về cuộc trao đổi của Tencent và Seabook. Theo cuộc trao đổi này, Tencent sẽ tiếp quản game 100% và sẽ ra sức kiểm duyệt để có thể đưa Nikki vào thị trường Trung Quốc với cái mác là game 12+. Người ta cũng phát hiện một tài khoản Bilibili của Nikki Goddess of Victory, tuy chưa đăng gì nhưng rõ ràng với phát hiện này thì sự xuất hiện của phiên bản Nikki Trung Quốc là hoàn toàn có cơ sở. Hàng loạt các bức ảnh được cho là leak trước tạo hình nhân vật Marion và Ruby trước và sau khi bị chỉnh sửa càng làm dân tình thêm sốt ruột. Dáng ngồi sexy giờ đây đã bị sửa lại, một số chỗ ăn điểm trong mắt anh em cũng phần nào bị che đi. Điều này khiến những fan của game này vô cùng bất bình. Công sức chờ đợi 3 năm được ngắm gái, xong giờ bị Tencent che hết trơn. Phải nói là mấy ông fan Nikki cay, cay quá, cay lắm, nhưng làm gì được bây giờ. Tin đồn Seabook bán Nikki cho Tencent lan đi trong cộng đồng còn nhanh hơn ánh sáng. Với một con game chủ yếu để ngắm các phù như Nikki thì việc nhà phát hành che chỗ không nên che là không thể chấp nhận. Lỗi thì không chịu fix, che gái thì rõ nhanh. Nhiều người lo sợ đây sẽ là cho chấm hết cho chuỗi thành công của các bé Nikki. Với nhiều năm kinh nghiệm, game thủ đương nhiên không còn xa lạ gì với cách hành xử của Tencent. Công ty quá nổi tiếng với các chiêu trò hút máu, vắt sữa cùng chế độ kiểm duyệt hà khắc của Trung Quốc. Fan của Nikki đã thể hiện sự bất bình trên Reddit. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi và sổ ra hàng loạt các comment tiêu cực. Nhưng đây là ai? Đây là Tencent, là vua lì đòn, lỗ tai vàng của Trung Quốc. Họ nghe chửi, chửi rất nhiều và họ rất giỏi giải quyết mấy cái như này. Tencent kiểm duyệt sạch các bình luận tiêu cực trên Reddit, xong kết thúc câu chuyện. Một cuộc khảo sát trên Reddit cũng thấy rằng phần lớn người chơi rất không hài lòng với việc kiểm duyệt, mà họ thậm chí còn đe dọa sẽ ngừng nạp game nếu vẫn cứ tiếp tục. Nhưng tầm này Tencent không quan tâm và mọi nỗ lực của fan Nikki đều chưa đem lại cái giải rút gì cả. Tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, một vài hảo hán quyết định tạm biệt game và chừng nào Tencent chim cút thì lúc đấy họ quay lại. Một số người trên mây đợi rước được Marion thì mới té. Một số thằng sim quyết định là khi nào thấy quay phù bị che và hút máu thì họ mới té. Nhưng một phần trí thức không hề nhỏ, có tư tưởng tiến bộ hơn, họ quyết định không để Tencent muốn làm gì thì làm. Sống làm quy bù, chết vì quay phù. Những người này đứng lên chiến đấu để lo lại công bằng cho tựa game họ yêu quý. Họ kêu gọi tất cả các chỉ huy, không phân biệt già trẻ lớn bé, tôn giáo, đảng phái, cùng chống lại 10 xu. Món vũ khí họ sử dụng để bảo vệ tựa game mà mình yêu thích chính là món vũ khí năm xưa đưa fan game scene xuống đáy xã hội. Vote một sao, nghe quen chưa? Một số khác cũng kêu gọi những người chơi tạm thời không nạp gì cả cho Tencent biết mặt. Khoan đã bán đâu? Seabook thầm thì trong vô vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn, rating của Nikki tuột nhanh hơn app của tôi hồi tôi lệch da e. Mục đích của người chơi rất rõ ràng: 1. Tencent lượng. 2. Chỉ để kiểm duyệt ở bản Trung Quốc và để nguyên server còn lại. 3. Chúng tôi nghĩ thế thôi. Đứng trước tình hình đó, Seabook đã phải lên tiếng để làm dịu cơn dư luận. Họ thông báo tin đồn Tencent mua lại Nikki là hoàn toàn vô căn cứ. Level Infinite vẫn chịu trách nhiệm phát hành trò chơi và Seabook nắm quyền phát triển. Cũng theo một bài báo Hàn Quốc thì trên thực tế Tencent cũng mới chỉ mua được 20% cổ phiếu của Seabook mà thôi. Dĩ nhiên bằng đấy thì đủ để biến 10 xu cho thành cổ đông lớn thứ hai của công ty. Mặc dù phần lớn phe chủ chiến trong cộng đồng Nikki vẫn không tin pha chữa cháy này lắm, bởi vì nếu Tencent không kiểm duyệt và để game về 12+ thì cũng là do chính tay Seabook làm mà thôi. Và boom, họ có thêm mục tiêu để sỉ nhục. Mới đây, trong nút cộng đồng Nikki Global, một status về bức ảnh so sánh sự thay đổi nhằm giảm bớt sự sexy của nhân vật Marion được đăng tải và thu hút rất nhiều sự ý của các commander. Không ai ngờ rằng ngay bên dưới bình luận này, CEO của Seabook Kim Hyun Tae đã lên tiếng phủ định bức ảnh đó là giả và Marion bên trái là thật và không có chỉnh sửa gì đây cả. Sau nhiều động thái chữa cháy, ngày 8 tháng 12, Nikki vừa cập nhật phiên bản mới, bất được fix phần nào, Ruby Giáng sinh xuất hiện và chưa có Nikki cũ nào bị censor. Các người chơi tạm thời đình chiến vì họ cần phải chạy event. Đúng, event này mắc lắm. Cuộc chiến dần lắng xuống rồi kết thúc lúc nào không hay. Tuy nhiên, chừng nào 10 xu còn là kẻ đứng sau, người chơi Nikki khó có thể yên tâm được.
Từ một tựa game bị đánh giá là không có gì ngoài gái, Nikki bỗng vụt sáng trở thành tân binh thành công nhất làng game gacha, mặc dù nó chiếm được cảm tình từ game thủ. Tuy nhiên nếu về tay 10 xu, một công ty chỉ quan tâm đến vắt sữa thì chả ai có thể khẳng định được tương lai của Nikki sẽ như thế nào. Nhiều nhất, thì hy vọng cho các Commander vẫn chưa tắt và họ sẽ còn đứng lên chống lại bất kỳ thế lực nào đe dọa đến waifu của họ, cho dù đó là Level Infinite hay Tencent. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Nhân Minh, xin chào và hẹn gặp lại. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse.